Hello, chị Tú chào mấy bạn nha. Đây là chị Tú sẽ giới thiệu lại cho mấy bạn một cái này là một cái gói random 100 cây sen mới sen sen mới mà size nhỏ này nha bạn nha. Thì như cái này á, là hả trong shop á, của chị Tú trong mấy bạn bây giờ mấy bạn lấy một cái gói này là giá rất là rẻ luôn. Là một cái gói này chưa tới 1 triệu nha bạn nha. Nhưng mà chị không công khai được cái giá chính xác, nhưng mà một gói này chưa tới 1 triệu ha. Mấy bạn về có thể bán được 15 ngàn một cây đến 20 ngàn một cây ha. Như shop chị Tú á, là bán 15 ngàn một cây ha. À, bạn bán cũng được 1 triệu rưỡi cho một cái gói này. Nếu mà bán lẻ thì một gói gì mấy bạn lời hả? Vài trăm, phải hơn 500 ngàn cho một gói này nếu mà bạn bán hết ha. Thì nói chung là bán rất là nhanh luôn. Đó, mấy bạn nào mà muốn lấy cái gói này thì ấy, đây là một cái gói. Gói này là gói random sen mới size nhỏ ha, 100 cây nữa bạn nha. Rất là đa dạng, rất là đẹp luôn ha. Đó. Tôi phóng lớn lên cho mấy bạn coi, rất là đẹp, rất là đa dạng chủng loại luôn. Rồi bạn coi nha, để bạn lên đơn này kia cho chị ha. Đó, đây là gói 100 sen mới size nhỏ. Đây. Đây, một gói như vậy chưa tới 1 triệu nha mấy bạn nha. Giá rất là thấp luôn, rất chị đao sát sàn luôn cho mấy bạn bán luôn ha. Đó, rất là đa dạng. Tại vì sen giống mới á, sen giống mới đa dạng nó là sen đài và nhìn nó rất là đẹp. Đó, rất là nhiều màu sắc luôn, bạn thấy không đó. Nha. Bạn nào thích muốn khởi nghiệp kinh doanh á, vốn chưa tới 1 triệu đã có thể bán sen đá được rồi. Quan trọng là bạn phải biết linh hoạt, là mình hả tìm cách sao mình bán trên mạng, bán offline, bán online hay là bán ngoài chợ hay là bán cho bạn bè. Nói chung là mình phải tìm đủ mọi cách để mình phát triển kinh doanh của mình. Chứ không thể nào mà tự nhiên khách hàng nó đến nó tìm mình đồ này kia mua dễ dàng đâu nha bạn nha. Thế là do thực lực của mình ha. Đó. Mấy bạn có nhu cầu lấy sỉ thì Zalo số chị Tố 0794815459 các bạn nha. Đó rất là đẹp rồi. Đây là một cái gói, gói này là 100. Gói như vậy là 100 sen mới size nhỏ ha. Bây giờ chị giới thiệu tiếp cho các bạn 100 cây sen phổ thông size nhỏ. Đây các bạn qua đây. Đó, 100 sen phổ thông size nhỏ thì nói chung sen phổ thông nó cũng rất là đẹp ha. Nhưng mà tại vì do người ta cái giống nó lâu rồi, nhìn quen mắt rồi nên nó sẽ rẻ hơn cái giống mới một chút. Ha, rẻ hơn một chút ha, rẻ hơn một chút xíu thôi đó. Nếu mà bạn muốn đa dạng thì lấy 200, tức là một cái vốn của cái này á, 200 cây sen mới, 100 random sen nhỏ phổ thông và 100 random sen nhỏ giống mới, vốn chưa tới 1,5 triệu nha bạn nha. Vốn chưa tới 1,5 triệu nhưng mà 200 này bạn bán giá rẻ nhất 15.000 cây, 200 này bạn phải bán được 3 triệu ha. Lời lời rất là nhiều. Nếu mà bạn cũng nói chung là chị Tố nói mặt hàng này bán cũng rất là lời, lời cũng gọi là lợi nhuận cao quá, nhưng mà so ra cái giá 15.000 một cây mà khách hàng người ta mua lẻ là giá rất là rẻ luôn rồi ha, giá rất là rẻ luôn. Hai đơn này, hai cái gói này là cộng lại nếu mà giá chị Tấu xảy ra chưa tới 1,5 triệu nha các bạn nha, chưa tới 1,5 triệu luôn. Nhưng mà ví dụ mấy bạn bán lẻ ra là 15.000 một cây là giá, đó là giá bán lẻ, người ta hầu hết những người mua lẻ để chơi người ta đều chấp nhận được cái giá này, tại vì giá này rất là rẻ rồi ha, mà hàng rất là đẹp. Hàng của chị Tấu là đảm bảo với bạn rất là đẹp luôn ha. Hàng nè các bạn nhìn nha, đây chị Tấu dơm lên cho các bạn coi, hàng rất là đẹp luôn nha. Các bạn bán 15 ngàn một cây, 200 này, 200 cây này các bạn phải bán được 3 triệu ha. Nhưng mà đó, chị nói mấy bạn muốn kinh doanh thành công thì đa số là phải dựa vào thực lực của mình phải có cái gì để mà mình phát triển ha. Nó chị dơm lớn lên cho các bạn coi, rất là đẹp. Nói chung sen nhỏ mà size phổ thông á, nói chung là sen phổ thông á thì nó sẽ có dạng cành nhiều hơn. Đó, mà những cái cây cao cao nó sẽ có nhiều hơn. Còn cái sen mới á, thì đa số nó là cái dạng bông, như cái bông sen nhiều ha. Nhưng mà nói chung mình phải lấy hết hai loại, tại vì ví dụ như bạn muốn ghép tiểu cảnh thì nó phải có cây cao cây thấp. Đó là mình lấy một cái gói 100 sen sen mới và 100 sen nhỏ là coi như là mình đủ đồ chơi rồi đó. Hai bạn có thể bán rất là ok luôn ha. Bạn nào có nhu cầu lấy sỉ thì em số chị Tú 0794815459. Giá bên chị Tú là giá bảo đảm là rẻ, rẻ nhất nhì Đà Lạt. Nói chung nói rẻ nhất thì không rẻ nhất, không chị không không có phải nhắm tới rẻ nhất mà chất lượng không có thì cũng vậy. Giá của chị là phải như thế nào? Giá hợp lý
ha, hợp lý với chất lượng ha, chất lượng ở bên vườn sen của chị Tú rất là đẹp luôn ha. Vậy bạn yên tâm cái khoản là khỏi có lo mà sợ hả, chuyển khoản xong rồi quỵt tiền với bạn nha nha, chứ bây giờ nhiều lắm á nha, chuyển chuyển khoản xong rồi quỵt tiền ở trên này hả, nhiều nhiều lắm á. Chị cũng nghe đồn là hả này kia rồi, hoặc là chuyển hàng ha cho mấy bạn tào lao rồi rất là nhiều ha. Mấy bạn yên tâm về cái khoản mà làm ăn với chị Tú nha. Đó, bạn coi hai cái gói này nha, bạn nào muốn phát triển kinh doanh thì hả cái vốn của bạn bỏ ra thiệt sự không có bao nhiêu hết trơn, mà quan trọng là mình phải tìm cách làm sao tiếp cận được nhiều người, ví dụ ra ngoài đường bán, hoặc ra ngoài chợ bán, hoặc là vô trường học bán, hoặc là các hội chợ bán, rồi rất là nhiều để mà mình bán được hàng hóa của mình ha. Chứ mà mình ngồi đó mà mình kêu ha, mình đem hàng về cái tự nhiên có người ta tới mua đồ này nọ, không có đâu ha. Mấy bạn biết không, nhiều người ta bán rất là đắt đồ này nọ, tại vì sao mấy bạn không biết cái quá trình người ta trải qua đâu, người ta trải qua rất là nhiều cái, người ta gây dựng người ta mới được cái bán như vậy, chứ không có tự nhiên đâu mà nói ôi dễ rồi này nọ, không có đâu ha. Cái nào cũng vậy, muốn kiếm tiền là do thực lực của mình phải làm sao mình thu hút được khách hàng ha, rồi này kia đó. Mấy bạn ẹt Zalo có nhu cầu lấy sĩ ẹt Zalo Duy Tú 0794815459 các bạn nha. À, coi lại một lần nữa nha các bạn, rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng chị Tú đóng đi cho tất cả các bạn, là hàng này ha, hàng random, tức là hàng lựa chọn ngẫu nhiên ha. Đó, đa những cái loại ở trong đây ha, thì nói chung tỷ lệ nó sẽ thay đổi không biết được ha, nói chung là chị sẽ thấy nào đẹp thì chị sẽ lấy cho mấy bạn. Rồi vậy nha, bye bye, cảm ơn các bạn nha, bye bye.